PayPal đóng băng tài khoản người dùng bất hợp pháp. CTDAO đã trở thành nạn nhân của vụ hack 95.000 đô la. Cửa hàng cà phê ở London sẽ chấp nhận thanh toán bằng 7 loại tiền điện tử. 25% doanh nghiệp có kế hoạch chấp nhận thanh toán bằng tiền kỹ thuật số trong năm nay. Mời các bạn cùng đến với bản tin chuyển động Crypto 24 giờ của CryptoLeaks VN. Chính phủ El Salvador đứng đầu là Tổng thống ủng hộ Bitcoin Nayib Bukele có thể đang khảo sát các nhà báo dựa trên các báo cáo gần đây. Tin tức này đã thu hút phản ứng dữ dội từ cộng đồng tiền điện tử. Trong một cuộc điều tra vào tháng 9 năm 2021, phòng thí nghiệm Citizen của Đại học Toronto đã phát hiện ra rằng 35 nhà báo và công dân với 37 thiết bị di động đã bị nhiễm phần mềm gián điệp Pegasus. Phần mềm gián điệp này đã được sử dụng để chống lại một số hãng tin của El Salvador. Phần mềm gián điệp Pegasus có khả năng giám sát tin nhắn, văn bản, cuộc gọi, mật khẩu và vị trí của người dùng. Chính phủ El Salvador được cho là đứng sau hoạt động này. Giám đốc sáng lập El Faro Carlos Dada nói rằng mọi thứ đều chỉ ra thực tế rằng chính phủ El Salvador mới là người chịu trách nhiệm. Suy luận này dựa trên thực tế là Pegasus được tạo ra bởi công ty công nghệ NSO Group của Israel. Nhóm này được cho là chỉ bán sản phẩm cho chính phủ và sử dụng để giám sát nội bộ. Tin tức về El Salvador có thể đang theo dõi các nhà báo đã làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng tiền điện tử vì quốc gia này đã trở nên nổi tiếng với việc đón nhận Bitcoin bằng cách chấp thuận nó là tài sản hợp pháp. Ba người dùng PayPal đã bị đóng băng tài khoản mà không có lời giải thích nào, đã đệ đơn kiện lên bang chống lại dịch vụ thanh toán trực tuyến. Các nguyên đơn, hai người dùng từ California và một người từ Chicago, đang cáo buộc công ty chiếm giữ tài sản cá nhân của họ một cách bất hợp pháp và vi phạm luật. PayPal từ lâu đã khiến nhiều người dùng tức giận vì giới hạn tài khoản và đóng băng tiền của họ trong 6 tháng trở lên. Lena Evans, một trong những nguyên đơn đã là người dùng PayPal trong 22 năm cho biết, trang web đã thu giữ 26.984 đô la từ tài khoản của cô sau 6 tháng khi nó bị đóng băng mà không bao giờ cho cô biết lý do. Hiện đang đề xuất một vụ kiện tập thể thay mặt cho tất cả những người dùng khác đã bị đóng băng tài khoản trước đó và đang tìm cách khoản bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt và mẫu mực. CTDAO thử nghiệm về quyền sở hữu đất phi tập trung đã trở thành nạn nhân của vụ hack 95.000 đô la Mỹ. Theo tài khoản Twitter của nhóm, kẻ tấn công đã hack một trong những tài khoản quản trị của dự án trên Discord. Những người sáng lập CTDAO đã mua 40 mẫu đất ở Wyoming vào tháng 11 với ý định xây dựng một thành phố blockchain. Kẻ tấn công đã đưa ra một đợt drop giả từ tài khoản bị hack của quản trị viên, bỏ túi 29,67 ETH, tương đương với 95.000 đô la Mỹ trong quá trình này. Quản trị viên bị ảnh hưởng Lions 800 sau đó đã tweet rằng cuộc tấn công là một vi phạm bảo mật lớn từ Discord. 3 ngày sau khi thông báo ra mắt dịch vụ ở Argentina, ứng dụng Strix do Lightning Network cung cấp chỉ hỗ trợ cho stablecoin USDT của Tether tại quốc gia này. Người dùng Argentina đã phàn nàn rằng ứng dụng sẽ không cho phép họ mua, bán hoặc nắm giữ Bitcoin như những người dùng Strix ở các quốc gia khác có thể. Mặc dù trước đó trong một tweet, Strix đã thổi phồng việc chuyển đến Argentina hứa hẹn một trải nghiệm tài chính vượt trội, nói thêm rằng Strix sẽ sử dụng mạng tiền tệ mở cửa thế giới Bitcoin để đem lại hy vọng cho người dân Argentina. Strix đã không phản hồi về thông tin sử dụng Tether USDT trên nền tảng của nó ở Argentina. Công ty cũng không giải quyết các khiếu nại của người dân trên tài khoản Twitter hoặc trang web của mình. Tháng 1 năm 2022 tiếp tục là giai đoạn khó khăn đối với các nhà đầu tư tiền điện tử khi thị trường hiện tại chứng kiến những biến động hỗn loạn về giá của BTC và các loại tiền điện tử khác. Tuy nhiên, các trò chơi blockchain và giao dịch mã thông báo NFT đã đi ngược lại với tình hình chung. Theo báo cáo từ The Upgrader, các giao dịch NFT tiếp tục tăng trong bối cảnh giá tiền điện tử giảm. Báo cáo cho biết số lượng UAW được kết nối với Ethereum NFT The Apps đã tăng 43% kể từ quý 3 năm 2021. Các con số từ báo cáo cũng cho thấy số tiền được tạo ra từ giao dịch NFT đã tăng từ 10,7 tỷ đô la trong quý 3 năm 2021 lên 11,9 tỷ đô la trong 10 ngày đầu năm 2022. Báo cáo cũng cho biết rằng các trò chơi blockchain tiếp tục được sử dụng rộng rãi và chúng đại diện cho 52% mức sử dụng của ngành. Việc mở rộng phát triển Metaverse cùng với sự thành công ngày càng tăng của mô hình Play to Earn cũng đã củng cố trường hợp các trò chơi blockchain tiếp tục phát triển trong suốt năm 2022. Chai Ada, một cửa hàng cà phê mới mở ở Tây London, đang trên đà chấp nhận 7 loại thanh toán tiền điện tử. Danh sách các đồng tiền được chấp nhận sẽ bao gồm Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, Horizon và các tùy chọn khác. Tayyab Sharp, chủ sở hữu của quán cà phê, nói rằng anh ấy muốn cung cấp nhiều tiền điện tử hơn với quy mô khác nhau. Cả Bitcoin và Ethereum đều có vốn hóa thị trường cao nhất, nhưng chúng cũng có phí gas cao nhất. Vì vậy, chúng tôi muốn đảm bảo rằng khách hàng nhận được điều tốt nhất cho số tiền của họ. Ông tin rằng tiền điện tử và
Metaverse có rất nhiều hứa hẹn, dự đoán rằng chúng sẽ trở thành xu hướng chủ đạo trong tương lai. Ông cũng nói thêm rằng doanh nghiệp là quán cà phê tiền điện tử đầu tiên của Anh sẽ giúp thúc đẩy việc chấp nhận tiền điện tử trong tương lai. Trong một thông báo hôm thứ Sáu, Bitfinex cho biết họ sẽ ngay lập tức đóng tài khoản đối với những khách hàng ở Ontario không có số dư trên nền tảng. Ngoài ra, nền tảng có kế hoạch hạn chế quyền truy cập đối với những người không có vị thế mở trong thị trường tài chính ngang hàng của sàn giao dịch hoặc các vị trí ký quỹ mở. Khoảng 15 triệu cư dân của Ontario, bao gồm cả Toronto và thủ đô Ottawa của quốc gia, có số dư hoặc vị thế mở trên Bitfinex sẽ không còn quyền truy cập vào bất kỳ dịch vụ nào nữa kể từ ngày 1 tháng 3. Sàn giao dịch khuyên khách hàng rút vốn trước ngày có hiệu lực. Visa đã báo cáo rằng các doanh nghiệp sẵn sàng chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử đã gia tăng. Trong cuộc khảo sát do Visa công bố, các doanh nghiệp nhỏ tiếp tục dẫn đầu về phí tích hợp thanh toán tiền điện tử. Cuộc khảo sát đánh giá triển vọng của các doanh nghiệp khác nhau trên 9 quốc gia cho thấy rằng những doanh nghiệp nhỏ này vẫn lạc quan nhất về thanh toán tiền điện tử. Cuộc khảo sát của Visa cho thấy 25% doanh nghiệp nhỏ trên 9 quốc gia đang có kế hoạch chấp nhận tiền tệ kỹ thuật số làm phương thức thanh toán trong năm nay. Điều này bao gồm cả 2.250 chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ trải dài khắp các quốc gia bao gồm cả Hoa Kỳ. Sau đây là những tin vắn đáng chú ý trong ngày. Sau một năm ra mắt blockchain Stark STX, dự án với mục đích tìm cách làm cho Bitcoin có thể lập trình được, mạng đã gặt hái được những thành công vang dội, bao gồm hơn 350 triệu yêu cầu API hàng tháng, 40.000 lượt tải xuống ví Hero, công cụ phát triển cho Stark để xây dựng trên Bitcoin, và 2.500 hợp đồng thông minh Clarity. Theo một báo cáo của Electric Capital, một công ty đầu tư mạo hiểm tập trung vào tiền điện tử và fintech, những thống kê này khiến Stark trở thành dự án lớn nhất về Bitcoin. Nhạc sĩ hàng đầu người Nga Alexei Mohentan đã công khai chia sẻ sự ủng hộ của mình đối với tiền điện tử TON bằng cách trở thành đại sứ của dự án. Nghệ sĩ đã đề cập đến đồng tiền này nhiều lần trên các kênh truyền thống xã hội khác nhau, bao gồm Telegram, Instagram và thậm chí còn đề cập đến mã thông báo trong bài hát mới phát hành của anh ấy có tên Tại Sao. Triệu phú Michigan Bill Porter, cháu trai của ông trùm xây dựng William Porter, đứng sau tập đoàn Porter Group có trụ sở tại Atlanta đã tỏ ra khó chịu với Bitcoin, tuyên bố rằng ông không tích cực mua nó vào lúc này trong một tweet gần đây. Ông tin rằng tiền điện tử hàng đầu và cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô điện tử Tesla có thể chứng kiến sự xuống dốc trong 6 tháng tới. Anh ta kỳ vọng sẽ mua được nhiều hơn với giá thấp hơn. MicroStrategy đã đứng đầu về lượng Bitcoin của mình trong năm ngoái và hiện là công ty đại chúng có lượng Bitcoin lớn nhất thế giới. Hiện tại, công ty nắm giữ hơn 124.000 BTC trên bảng cân đối kế toán, trị giá hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Giám đốc điều hành của MicroStrategy, Michael Saylor, đã có mặt trên CNBC để nói về tương lai của công ty. Saylor cho biết MicroStrategy có kế hoạch mua và giữ Bitcoin như một bảng cân đối kế toán. Về hoạt động, công ty sẽ tiếp tục bán phần mềm doanh nghiệp của mình ở khắp nơi trên thế giới. Vốn hóa toàn cầu lúc 17 giờ là 2.18 nghìn tỷ đô la, tăng 1,4% so với cùng giờ ngày hôm qua. Bitcoin đang ở mức 42.980 đô la, tăng nhẹ 0,8%. Ethereum trao đổi tại 3.316 đô la, phục hồi gần 2%. Binance Coin là 491 đô la. Các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ CryptoLeakVN. Chúng tôi xin cảm ơn sự đồng hành của nhà tài trợ CRVN Capital và quý khán giả. CryptoLeakVN xin chào và hẹn gặp lại!